Rồi mình sẽ giải thích phần từ mới trước này. Yào sự là chìa khóa. Yào sự. Đấy. Còn một cái từ yào sự nếu mà, nhưng mà chữ Hán lại khác. Chua sự là cái bàn. Chua sự cái bàn. Sang biển. Sang biển. Sang biển là bên trên hay phía trên. Đấy. Pả đây là lượng từ của chiếc cái. Lượng từ. Ví dụ như y bái ỷ sự, một cái ghế, ghế tựa. Y bái ỷ sự, một cái ghế tựa. Khẩu tại là cái túi. Khẩu tại là cái túi. Ỷ sự là cái ghế, ghế dựa, ghế dựa. Còn cái tầng dự là cái ghế nhưng mà không có cái dựa. Ví dụ như sủi treo tầng dự là cái ghế nhựa, ghế mà có cứ xếp chồng với nhau, đấy bằng nhựa. Na biên là bên đó hay là chỗ kia. Cái từ na biên trong khẩu ngữ thường đọc là nây biên. Đấy. Đọc là nây biên cũng được, mà na biên cũng được. Cái từ nây biên chỉ đọc trong khẩu ngữ thôi nhé. Đấy. Lô khẩu là đầu đường. À, lô khẩu là đầu đường. Xuân trợ men theo, và đi theo, men theo. Theo hay men theo. Lụ là lộ, con đường. Quảng là hướng. Hướng về, quang chén là hướng về, quang bấy giỏ là đi hướng về phía Bắc. Bảy là phía Bắc, bảy là Bắc. Thú su quản là thư viện, thú su quản. Xiếng là được, xiếng là được. Tẩy là cần phải, cần. Đấy. Nán là khó, ví dụ hẳn nán là rất là khó. Tung pen là phía đông. Đấy. Tung pen là phía đông. Si pen là phía tây, si là tây. Tỷ thú là bản đồ hay địa đồ ấy. Phang xiang, phương hướng. Cảo là làm. Những cảo xong là bạn làm cái gì. Chén toàn cả, toàn chén bộ, toàn bộ. An chén là an toàn. Chào xiang là chụp ảnh hay là chụp hình. Chào xiang. Thải sữa là màu, thải sữa. Trung gian là ở giữa. Lẻng pháng, lẻng pháng gọi là hai bên ấy. Lẻng pháng. Hậu là phía sau. Chạm là đứng. Chạm là đứng. Bắc Kinh Thú Sư Quản. Bắc Kinh Thú Sư Quản. Là Thư viện Bắc Kinh. Tâm nào, Tâm đọc phần từ mới trước nào. Em đọc. Giao sự, chu sự, sang phiên, bả, khẩu tai, chỉ sự, na biên, lưu khẩu, xuân xưa, lưu, quang. Tẩy, tú su quản. Chính, tẩy, nán. Trung biên, si biên, di thú. Phang xiang, cảo, chén. Chao xiang, sải xưa. Trung xiang, lẻng tháng. Hầu, chan. Phải trinh tú su quản. Ừ, đúng rồi. Tiếp theo nào. À, Hồng Thái nào. Thưa thầy em đọc ạ. Yào sư, chua chữ, sang pen, bả, khẩu tai, ỷ chữ, na pen, lu, khẩu, xuân trợ, lu, quang, bảy, thú su quản, xính, tẩy, nán, tung pen, si pen, ti thú, phang xeng, cảo, chén, treo xeng, Trải xưa, trung chen, lẻng tháng, hâu, chan, bảy trinh thú su quản. Bảy trinh thú su quản, đúng rồi. Giờ mình sẽ đọc qua phần hội thoại này. Hội họa, hội thoại này. Trò nhỏ sự. Chị chia hứa mấy mẹ, chị gái với em gái này. Ủa tao nhau sự tiêu lợ, nì khăn chèn mấy dầu. Chúa sư sang, chúa sư sang biên dầu y bà, sư bú sư nì đó. Bú sư. Ủa mấy phang dài chúa sư sang. Ní khẩu tay lì dầu mấy dầu. Cái từ dầu mấy dầu. Với từ sự bú sự đây chỉ là câu hỏi chính phản. Câu hỏi chính phản dùng hai thái thế là khẳng định, phủ định tạo thành câu hỏi. Ví dụ sư bú sự bằng cái từ sự ma. Đấy, và dầu mấy dầu bằng cái dầu ma. Đấy, mấy dầu. Nì khăn. Tại ý chữ xa miền đó. Ý chữ xa biển đó. Tại ý chữ xa biển đó. Yến hàng tại sớm địa phương. Xin hỏi, yến hàng tại sớm địa phương? Nì khăn. Nơi bên lục khẩu, có một tòa đại lầu. Có tòa đại lầu. Là nơi tòa hoàng yến sơ đó mà. Nơi tòa hay na tòa? Là na tòa hoàng yến sơ đó mà. 对，大楼对面有一个邮局，邮局旁边就是银行。谢谢。第二天呢？我把方向搞错了，请问顺着这条路往北走，可以走到北京图书馆吗？不行，北京图书馆，得往南走。北京图书馆不在路东边，不在路东边。Đấy, thì câu này đánh một câu hỏi. Đấy, câu này phải ngấn tạo thành ngữ điệu.北京图书馆不在路东边，ngấn được một chút. Đấy, bù,在路西边。你有北京图书馆吗？啊，你有北京地图吗？有，打开地图，我mở cái bản đồ ra xem đấy. 您看，这里就是北京图书馆。谢谢您，我把方向搞错了。课文，王芳家的照片。爷爷要回老家了。王芳全家照了一张相。这是一张彩色的照片。照片上面排中间坐着。 他爷爷，他爷爷的两旁是王芳的爸爸和妈妈，后排站着两个人，左边是王芳，旁边是她妹妹。王芳的眼睛，长得像妈妈，鼻子像爸爸和爷爷。Lâu không đọc cái phần này, nếu mà thường xuyên đọc chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu được, đọc rất là nhanh. Tâm nào. Đọc một câu gì một câu. Hội họa. Chào giao sư, bình chìa khóa. Của đội giao sư tuy lợi. Nhỉ khăn chen lý dầu, chìa khóa của tôi mất rồi, bạn nhìn xem có không? Chưa lộ sang tiên dầu y bà sư phụ sư nhỉ tạ. Trên bàn có một cái, xem có phải của bạn không? Phụ sư của mấy phan trai chưa lộ sang. Không phải, tôi không để ở trên bàn. Ní khẩu tay, nhỉ, mấy dầu. Bạn có để trong túi sách không? Mấy dầu, không có. Trong túi không? Khẩu tay để trong túi áo, túi quần đấy. Ở trong túi. Cái túi. Sai mất một câu luôn ạ. Okay. Nhìn khai sai bị dự share panel, bạn xem ở cái ghế kìa, ở cái ghế sẹo kìa. Ngân hàng tại đâu? Ngân hàng ở chỗ nào? Chỉ Vân, ngân hàng tại đâu? Xin hỏi ngân hàng ở chỗ nào? Chị Khan, là tiền lưu khẩu dậu chua ta lũ. Bạn xem bên kia đường có một tòa nhà to. Sư Na Quay Hoáng Nhãn Xưa Tạ Ma là tòa nhà màu vàng phải không? Tây ta lũ tây miên dầu ý cơ giữ chỉ phạm tên chiêu sư yến hãng. Đúng rồi. Đối diện tòa nhà có một bưu điện, ở bên cạnh bưu điện chính là ngân hàng. Chia sẻ. Cảm ơn. Của bà Phan Chen tạo xưa là tôi đã đi sai hướng. Chỉnh Quân xuân xưa chú theo lưu quang phải chậu khởi chậu tao phải chinh tú su quản ma. Xin hỏi men theo đường men theo đường đi về phía Bắc có thể đi đến thư viện Bắc Kinh không? Cô chính suy phải xin chú su quản phải quan ngán chậu không được đi về thư viện ở Bắc Kinh theo hướng Nam, đi về phía Nam. Thầy xin chú su quản Phú trai du trung tiên thư viện ở Bắc Kinh không ở phía Đông à? Phú trai lu si tiên không ở phía Tây con đường. Nín hiểu phải chinh chi thú ma. Bạn có bản đồ Bắc Kinh không? Hiểu. Nín Khan chưa lễ chiêu sư phải chinh tú su bản. Có. Bạn xem trong đây chỗ này chính là thư viện Bắc Kinh. Xưa truyền nín của bà Phan Chen tạo xưa là. Cảm ơn bạn. Tôi đã đi sai đường rồi. Quảng Phan Che tạo sao sang nhà Vương Phương chụp ảnh. Quảng Phan Cha đã cho phiền tấm ảnh của nhà gia đình, tấm ảnh gia đình của Vương Phương. Quảng Phan là Vương Phương phải nhỉ? Đúng rồi. Dễ nhau với lão che lợ Quảng Phan chuyển che trao lợ y trang sang. Ông nội muốn về quê. Vương cả nhà Vương Phương cùng chụp một tấm hình. Chưa sư đi trả đi trang trải xưa trao phiên trao phiên sang chén thái chung chiên chua chưa tha dễ ghê. Đây là một bức ảnh màu. Trong ảnh ông nội ngồi hàng ghế đầu. Tha dễ ghê tợ lẹn tháng sư quảng phong tợ ta bà hứa mama. Hai bên của ông nội là cha và mẹ của Vương Phương. Hậu thái chan chua lẹn cơ rỉnh chùa thiên sư Quảng Phan tháng thiên sư tham mây mày đứng phía sau là hai người, bên trái là Vương Phương, bên cạnh là em gái của anh ấy, em gái của cô ấy. Quảng Phong tợ dặn trinh chẳng trở chẳng ma mà thì dự chẳng bà hứa dễ dễ. Mắt của Vương Phương thì giống mẹ, mũi thì giống bố và ông nội. Thái nào, Thái đọc lại nào. Em đọc nếu mà sai thì thầy sửa giúp em nhé. Vì mặt chữ em cũng chưa hiểu hết được, hiểu ít thôi. Chảo yao sư tìm chìa khóa, nỉ tới yao sư tiêu là nỉ khan chen mới hiểu. Chìa khóa của tôi bị mất, của bạn bị mất rồi. Quên. Ủa tới yao sư tiêu là nỉ khan chen mới hiểu. Chìa khóa của tôi mất rồi, bạn nhìn thấy không? Chua chữ sang hiểu bà xứ ít bả sư bố sư nỉ tợ. Ở trên bàn có một cái, có phải của bạn không? Không à, bố sư của mấy phang chai chua chữ sang. Không phải, tôi không để ở trên bàn. Nghĩ khẩu ta hiểu mới hiểu. Bạn xem ở trong túi có không? Mấy hiểu, không có. Nỉ khan chai ỉ chữ xe pen là bạn xem ở trong cái ghế, ở bên dưới cái ghế. Nhưng mà em thấy cái từ ỷ chữ này nó không giống cái từ ỷ chữ là cái ghế, hình như nó khác hay sao ấy. Khác rồi, ỷ chữ là cái ghế, ghế tựa. Tầng chữ cũng là một cái ghế, đấy là cái ghế không có cái dựa, thế nên tầng chữ. Vì nhớ sủi treo tầng chữ là cái ghế nhựa đấy. Cái ghế mà có 4 chân nhưng mà không có cái dựa thì gọi tầng dựa. Có cái ghế có cái dựa gọi ỷ dựa. Bì ra nhìn nó cứ khác với cái chữ ỷ chữ ở bên phần từ mới này, là em cứ nghĩ mãi nó không là cái, không biết là cái gì. Bài 2. Yến háng chai sấm mơ ti phang, ngân hàng ở chỗ nào? Chỉnh Quân. Yến háng chai sấm mơ ti phang, xin hỏi ngân hàng ở chỗ nào ạ? Nỉ khan na pen lu khẩu hiểu chua ta lấu. Bạn xem ở bên cái con đường bên cạnh con đường bên kia Napian là gì nhỉ? Napian Lưu Khẩu, bên kia con đường. Bên kia con đường có một cái nhà tòa nhà to à? Tư Na Chua Hoáng Yến Sư Tờ Ma, có phải cái tòa màu vàng không? Cây ta lấu cây men hiểu ý cơ yếu chí pháng ben chiêu sư ín háng. Đúng rồi, đối diện với cái tòa nhà đó cái ngân hàng, nhầm, cái bưu điện. Bên cạnh cái bưu điện chính là ngân hàng. Cảm ơn. Ủa bả Phang Xeng Cao Chua là Chỉnh Quân Xuân Trợ Chơ Théo Lu Quang Bấy Chậu Khứa ỉ Chậu Chạ Chậu Tao Bảy Trinh Thú Su Quản Ma. Xin hỏi men theo con đường này về phía Bắc có thể đi đến Thư viện Bắc Kinh không? Khu xính truy bảy trinh thú su quản tợ quang nán chậu. Không được, đi Thư viện Bắc Kinh phải đi về phía Bắc. Nán là Nam. Đi về Nam phải thú su quản bố trai lu đông tung pen. Bưu điện Bắc Kinh không phải ở phía đông ạ? Bù Chai Lu Si Pen không? Tây. Chờ mình xíu, chờ mình xíu. Nói trốn bố chọn quạt gì nhá. Quạt gì? Quạt thay quạt, cái quạt bình thường. Đúng rồi. Sáng dậy con thấy lạnh rồi, con đến nóng, cái quạt em phủ mắt. Làm đi. Đi xuống bảo bố cho đường vào trong cái song bí đi. Song bê lên đây. Cho hết đường vào cái song bí không? Bê cái song bí lên đây. Xuống cầm cái túi, bảo bố bê cái xong bí lên đây, mình cầm cái túi đường lên đây. Cầm cả cốc uống lên đây nhá. Tiếp nào. Vâng. Nín hiểu bảy trinh ti thú ma. Hiểu. Anh ngài có bản đồ Bắc Kinh không? Có. Hiểu. Nín khan chơ lì chiêu sư bảy trinh thú su quản. Ngài xem đây là bưu điện Bắc Kinh. Đây là bưu điện Bắc Kinh. Chia sửa tín. Ủa bả Phang Xeng Cao Chua là Cả chua là cảm ơn ngài, tôi đã đi sai đường rồi. Bài 4 ạ. Quảng Quang Phang che tờ treo phen bức ảnh gia đình nhà Vương Phương. Dễ giao với lão che là Quang Phang chuyển che treo là y sang trang sinh. Ông nội muốn về nhà cũ cả gia đình. Dễ giao hồi. Ừ, đúng rồi. Muốn về quê đấy. Vâng. Cả gia đình nhà Vương Phương chụp một bức ảnh cho sư y trang trải xưa từ treo phen. Đây là một bức ảnh màu treo phen sang chén thái trung chén chua chơ tha dê. Trên bức ảnh ngồi ở giữa là ông nội anh ấy. Tha dê tờ lẻng tháng sư Quang Phang tờ ba bạ hứa ma mạ. Bên cạnh hai bên là bố và mẹ của Vương Phương. Hâu thái chan chợ lẻng cơ rấn chùa pen sư Quang Phang pháng pen sư tha mây mẩy. Đằng sau là hai người, đằng sau bức ảnh là hai người. Bên chùa pen là bên trái là Vương Phương, cạnh đó là em gái của cô ấy. Quang Phang tờ giản trinh tráng tờ sang ma mà tỷ chữ sang pa hứa ye tí chữ mắt của Vương Phương dài giống mẹ, mũi giống bố và ông nội ạ. Đúng rồi. Phần động từ năng nguyện tẩy cần phải. Tẩy biểu thị ý nghĩa nên làm cái gì, về mặt tình lý là cần phải làm cái gì ấy. Tẩy cần phải. Tẩy chia sẻ cần phải cảm ơn bạn. Tẩy trinh thú số quản tẩy quang bấy chở ở tẩy quang nán chở. Đi thư viện Bắc Kinh ấy, thì cần phải đi hướng về phía nam. Hình thức phủ định là bú bị là không cần, hay là bú dụng không cần, hay bú dạo là không cần. Bú bị. Nì bú bị siêu ạ, bạn không cần phải cảm ơn tôi, hay là nì bú dụng siêu ạ, bạn không phải cảm ơn tôi, hay là đi Bắc Kinh Thư Viện Quảng bú dạo quang bế sở. Đi thư viện Bắc Kinh thì không nên là hướng về phía bắc. Giới từ quảng thêm tung nán si bảy, đông tây, tung nán đông nam, si là tây bắc, đông nam tây bắc. Và phía sau tạo thành ngữ giới từ dùng với động từ để biểu thị phương hướng của động tác. Ví dụ như là Quảng Tung Khan nhìn hướng về Quảng Tung Khan là nhìn hướng về phía đông, hay Quảng Nán Chỏ. Quảng Nán Chỏ là đi về, nán là nam ấy. Quảng Nán Chỏ lại đi phía nam. Đấy. Tung nán si bảy đông tây nam bắc. Đấy. Và ví dụ như là những từ ví dụ như là xoan thén khổ lạ, xoan này. Đấy, chọn phông chữ này, các bạn chọn phông này, xoan này, thén khổ lạ. Đấy, xoan thén khổ lạ, xoan là chua. Đấy. Phần phông chữ này thì chắc chắn là nhìn sẽ khó nhìn. Đấy. Đấy. Xoan thén khổ lạ, xoan là chua. Đấy. rất là nhiều phông chữ. Các bạn nhìn này, đây, xoan thén khổ lạ. Đây là phông chữ rất là bình thường. Xoan là chua này, xoan này, từ này từ thén này, thén là ngọt này, khổ là đắng này, lạ là cay này. Ngoài ra còn có từ sữa nữa, sữa, xén, sữa là chát, sữa này, xén sải, xén chát. Như từ sữa này phải, sữa là chát. Đấy, lâu không dùng nữa. Đúng rồi, từ sữa này. Đấy, sữa chát và xén là mặn, xoan là chua này, thén là ngọt, khổ là đắng này, lạ là cay này, sữa là chát và xén là mặn. Đấy. Xoan thén khổ lạ, đắng cay ngọt bùi có nghĩa là những cái vất vả và khổ cực đã từng nếm qua rồi. Đấy, ý của cậu xoan thén khổ lạ này. Tiếp theo này, đọc các ngữ sau, đọc và dịch những các từ sau này. Tâm nào, đọc 1-2 nào, đọc và dịch 1-2 nào. Tâm đọc dịch trước nào. Em thưa thầy em đọc. Bà giáo sư một cái chìa khóa, y thua chéo một cây cầu, y chéo lù một con đường, y chẳng chưa dự một cái bàn, y chang chưa dự một cái bàn, y tả ý dự một cái ghế, y thua thắng một thành phố. Y khéo chen một điều kiện, y chang y thú một tấm bản đồ. Con này đến hình ấy y thả hoa này một bông hoa, y chua ta lấu một tòa nhà. Y khéo chia một đường phố, y chang trao phiên một tấm ảnh, chang trao phiên một tấm ảnh chứ không phải trao đâu, trao y chang trao phiên, y chang trao phiên. Rồi tiếp nào, Thái này. Rồi đọc hết đi, bạn ấy đọc hết rồi. Rồi thế Thái đọc này. Thái đọc phần 2 3 4 này. Em mấy cái chữ này tại vì nó mờ quá em không đọc được, em mới làm được cái bài 2 lớn thôi. Bài 2 lớn thôi. Dùng tẩy để hoàn thành đối thoại, em mới dịch cái đấy ra xong em làm rồi. Đấy. Thế Tâm dịch phần 24 này nè. 23 này. 34 này. 2, 3, 4 chén chia tại nhà, chén cha tại nhà, chén trống cả phố, chén thiên cả ngày, chuyển nhóm, cả năm, chuyển sẽ chi, cả học kỳ. Lưu leng lưu lẻng tháng, hai bên đường. Ta lưu lẻng, ta lưu lẻng tháng. Hai bên nhà lầu. Tú su quản nát hơn. Thư viện bên kia. Bên kia thư viện. Tên ủy viên Trung Thiên. Phía đông. Tiệm áo cái gì nhỉ? Giặt chiếu phim. Yếu trí thắng. Bên cạnh biêu điện. Chu bảy cháu sống ở phía Bắc. Chu nán chi sống ở phía Nam. Chu chủa thiên khan ở bên trái. Chu khai. Chu thì là Quảng sẽ chu. Chu ở Quảng ạ. Đọc lại nè. Quang. Quang phí chậu là về phía Bắc. Quang nán truy về phía Nam. Quảng là hướng về, đi hướng về. Quang chùa thiên trung truy là truy đâu. Quang chùa thiên khang là nhìn về hướng nhìn về bên trái. Quang chén khai là về hướng khai này, khai chưa ấy. Lái xe về phía trước. Lái xe hướng về phía trước. Đúng rồi. Tiếp phần bài 2 nào. Thái nào. Câu thứ nhất nào. Thưa thầy là Mãi y trang chúng phải tinh tao sang hải tờ chi tiêu tuốt tẩy tẩy tuốt xào chén. Câu này mình phải tự đặt câu trả lời cho nó hả thầy? Mình tự đặt thôi. Mình đặt chữ tiền mất. Ý mình... của câu này có nghĩa là mình phải đặt đọc và dịch tốt. Mua tấm vé từ Bắc Kinh tới Thượng Hải hết bao nhiêu tiền? Phải hết bao nhiêu tiền? Y chang cho bên chúng phải trinh tao sang Hải tẩy làng khoai chén ba. Rẻ quá đúng không? Lúc đấy em cũng không nghĩ ra bao nhiêu, thôi cứ đặt. Chúng mày cúa tao chung cúa chua phê chi tẩy tua xảo xẻo xứ. Từ nước Mỹ đến Trung Quốc ngồi máy bay hết bao nhiêu thời gian? Chưa phê chi chúng mày của tao chung của tẩy ta ca ủ cơ xẻo xứ ba. Ngồi máy bay từ Mỹ về Bắc Kinh về Trung Quốc hết khoảng 5 tiếng đồng hồ. Em chỉ in được đến đấy rồi, mặt sau ở YouTube nó hết rồi nên em không in được nữa. Hết rồi. Vâng. Rồi, thế này... nó chỉ dạy bài hội thoại thôi nên là em không chép được bài tập, chỉ chép được mỗi cái trang này. Đây, để anh gửi cái phần này cho. Tần đá trình. Bài từ bài bao nhiêu nhỉ? từ bài 2 lớn, 2 gạch ngang. À câu 1 câu 2 của bài 2 lớn. Từ bài 1 đến 30 này. Từ bài 1 đến 30 đúng không? Từ đâu rồi? Đây là anh gửi cho. Trên bản này là có đến bài bao nhiêu đây? Nếu có 28 bài sao lại? Là 28 thôi, cái này phần có 28 bài thôi. Ý của em là cái bài 25 này này. Ở trên YouTube họ chỉ dạy cái phần hội thoại thôi. Nên là phần bài tập em không chép được. Chứ còn là thầy lúc mà thầy gửi cho em là nó đủ bộ 80 bài ạ. À, rồi, rồi. Vâng. Rồi, xem bài tập nó chỉ đến cái bài 2 hết cái câu trúng 7 cúa này thôi, còn cái phần 3 này thì em không, ở trang bên rồi em không xem được. À, chắc là vâng, để sang tuần em đặt sách thì lúc đấy em có sách thì em mới làm được hết thầy ạ. Đây, anh gửi cái bản này đấy. Gửi cái bản đấy. Đợt tiếp nào. Tâm nào. Làm câu 3 nào. Tâm nào. Em thấy thầy nào. Ban cơ sở xứ nấng siêu hảo chưa Leng sư xính chưa ma. Nửa tiếng có thể sửa xong xe đạp không? Un nấng con làm như thế nào nhỉ? Nửa tiếng. Đúng rồi. Có bài này làm nào ở đây? Ban cơ sở xứ nấng siêu chưa đàn từ dính chưa mà nửa tiếng có thể sửa được cái xe đạp này không? Bố nấng không thể tẩy ý cơ sở xứ cần phải một tiếng. Duy ngữ hẳn. Xuân chưa khéo lưu Lưu quang si kiên sầu xính khu xính. Đi ngân hàng men theo đường về phía tây có được không? Cô xính Suy diễn hãng tại Quảng Trung Kiên Sậu không được, ngân hàng cần phải đi về phía Tây. Hãy sự nâng phu nâng vừa vững phi lý xính. Đứa trẻ có thể một mình đi du lịch không? U nâng tại Papa nếu mà nói nó không được, cần bố đi cùng thì là như nào? Tẩy ba bà thấy tha truy lùi xính, thấy là cùng á, thấy tha truy lùi xính. Tả quốc chi tiên hoa tứa tặng ý cưa xẻo xứ ma. Gọi điện thoại quốc tế có thể đợi một tiếng không? Có thể gọi một tiếng không? Tại ban cơ sở xứ. Không nửa tiếng. Thấy bài 3 là mình chỉ cần điền những cái từ, đúng rồi, những cái từ người ta nói xong rồi mình chỉ cần điền vào thôi, đúng không? Đúng rồi, đọc và dịch. Một mình đã chưa quay sai hả? Chỗ ngồi của bạn ở đâu? Chén thái là chén thái là ở trước. Ở phía trước, ở phía trước. Câu 2 là Quảng Phong tợ chưa quay tha sai chén thái mà chỗ ngồi của Vương Phương là ở đằng trước phải không? Tha tợ chua quay trai thâu thái không, chỗ ngồi của cô ấy là phía sau. Nhỉ tương tợ chua quay trai phú trai xin chen chung là Lý Đông vậy. Chỗ ngồi của Lý Đông ở giữa phải không? Có phải ở giữa không? Không phải ở giữa không? Ở cạnh Vương Phương, ở cạnh chỗ này của Vương Phương. Quảng Phan tợ chưa quay tháng thiên không, ở cạnh chỗ ngồi của Vương Phương. Chỉ quân thâu thái tận chua quay cưới chua mà. Xin hỏi về chỗ ngồi ở hàng ghế sau có thể ngồi không? Có thể. Hỏi là xin hỏi có thể cái chỗ ngồi ở hàng ghế sau có thể ngồi không? Quý có thể. Cũng được, cũng được. Quan trọng là đọc và dịch cái phần này. Tiếp theo này. Phần khan thú, có nghĩa là nhìn bản đồ ấy. Nhìn thấy cái bản đồ bên cạnh đấy chưa? Phần bài 4 ấy, nhìn thấy bản đồ bên cạnh đấy chưa? Rồi ạ. Khan thú Quảng khứa tung si nán bảy tung pen si pen nán pen bảy pen chủa pen dâu pen tôi miệng chén pen hậu pen phám pen khuấy tá. Đấy, xem hình vẽ sau đó là dùng các từ đây để trả lời. Đấy, dùng cái từ này trả lời. Và cái hình thức làm bài này để cho Thái nữa. Thái cũng vừa nãy là anh gửi cho Thái đấy. Có nghĩa là xem qua cái phần bản đồ này sau đó làm. Đấy, dựa vào cái hình thức này làm. Đấy. Và cái phần bài tập năm này nữa. Đấy, viết lại các câu hỏng. Đấy. Các câu hỏi dùng ma. Đấy. Và xem qua bài 26. Thì cái phần này bài các bạn xem này, xem và làm này. Khi muốn làm được bài này mình lại phải xem là ví dụ như là thư viện ở đâu. Đấy, thư viện đâu thì có nghĩa là đường đây là đường vào. Đấy, đường đây đường vào có nghĩa là hướng mình đây chính là đường vào này. Đấy, mình bắt đầu mình xem thư viện ở đâu này. Có nghĩa là ngã tư này, ở ngã tư này. Ngã tư này, bên ngã tư này, xong là bên rẽ trái này, bên trái này. Chúa Quả là rẽ trái, còn Diệu Quả là rẽ phải. Nhưng mà chùa Pen này là bên trái này, xong bên trái này, xong đó là đối diện với cái sân bay. Đối diện với cái sân bay chính là thư viện. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Hay là ví dụ như là trường đại học ở đâu chẳng hạn. Trường đại học đâu đầu tiên là phải đi qua cái ngã tư này. Đấy, qua ngã tư xong đó đến một cái cầu. Đấy, qua ngã tư xong đi thẳng đến cây cầu. Cây cầu xong lại rẽ bên đây phải. Rẽ phải xong đó là nó nằm ở bên cạnh ký túc xá của công nhân và đối diện với lại thư viện. Đấy, ở đây đại sứ quán này, đối diện với thư viện. Đấy, nó ở bên cạnh cái ký túc xá của công nhân và đối diện với thư viện. Các bạn có hiểu cái cách làm không nhỉ? Tâm hiểu không? Thái có hiểu không? Hiểu cách làm. Cũng hiểu nhưng mà nó hơi rối. Đúng rồi, rối thì mới phải về nhà làm. Đấy, làm giờ tới bắt đầu làm phần này nhé. Rồi các bạn xem qua phần này, xong giờ tới làm nhé. Vâng. Nhưng mà thầy ơi, em hỏi nhé. Ví dụ như là Tú Su Quản thì ví dụ đối diện thì sẽ là ta Xuế đúng không? Thêm cái Su Ten thì nó sẽ là bên cạnh Tú Su Quản hay là đối diện Tú Su Quản? Bên cạnh cái Tú Su Quản và đối diện với ký túc xá công nhân này. Vâng. Đấy, mình nhìn thấy rõ ràng đấy, nó bên cạnh. Ví dụ như là cái Su Ten chẳng hạn thì nó ở bên cạnh cái thư viện này và đối diện với lại ký túc xá công nhân. Đây chính là Su Ten. Đấy, có nghĩa mình nhìn thực tế ở trong này, mình nhớ là bắt đầu đi từ đây. Đấy. Đi từ ngã tư đúng không ạ? Đi từ ngã tư đi lên. Đúng rồi. Đấy, bắt đầu từ đây là cái đường hướng mình đi. Rồi. Vậy các bạn xem nhé. Xem vâng ạ. Thì hôm nay lớp mình ôn vậy thôi nhá. Vâng ạ.